Thưa quý khán giả, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta. Việc cần làm lúc này đó là mỗi người phải thay đổi nhận thức về những biện pháp cần thiết để giảm thiểu các nguy cơ có thể gặp phải trong trường hợp xảy ra thiên tai. Đây là lý do mà Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm nay được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lấy chủ đề Cảnh báo sớm và hành động sớm cho mọi người. Tại thành phố Cần Thơ, công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai luôn được tăng cường thực hiện bằng nhiều giải pháp. Đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, trước đây là một trong những vị trí ngập sâu. Đợt chiều cường năm 2019, người dân ở đây không thể đi lại được. Năm nay thì con đường không còn bị ngập do mới được nâng lên 5 tấc. Bà con nhân dân ở đây cũng mừng, phải nói là mừng, phấn khởi lắm. Tuyến đường đã được thảm nhựa rất là đẹp, cũng đảm bảo cho cái vấn đề là giao thông cũng như là cái triều cường. Công tác phòng chống ngập khi triều cường dâng cao đã được các ngành chức năng và người dân thực hiện từ nhiều năm. Năm nay, triều cường lập đỉnh lịch sử mới. Rất nhiều tuyến đường, tuyến hẻm bị ngập sâu, nhưng cũng có nơi không hoặc ít ảnh hưởng nhờ trước đó được đầu tư nâng cấp, kết hợp cải tạo cống thoát nước. Nâng cấp cái tuyến đê bao để tránh cái trường hợp là khi mà kết hợp mưa với triều cường thì làm cái tràn vỡ đê bao. Ủy ban dân huyện cũng chỉ đạo các cái phòng chuyên môn đó để về phối hợp các xã để rà soát lại, để nắm các cái tuyến đường, rồi khảo sát, rồi là làm cơ sở sửa chữa nâng cấp các cái tuyến đường này. Kinh nghiệm chứ, năm nào cũng mua máy sẵn mấy năm rồi đó, máy bơm để mấy năm trời, bây giờ mua thêm cái máy mới rồi đó. Năm nào cũng có sẵn sàng hết. Trong những ngày qua, tuy có bất ngờ khi thủy triều đột ngột dâng cao, nhưng người dân thành phố cũng nhanh chóng thích ứng. Các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người dân của các lực lượng đã phần nào hạn chế thiệt hại cũng như tai nạn. Công nhân của mà tôi là đi bằng hồ, nhưng mà bị kẹt xe, rồi có dây cứu hộ thì làm rất tốt. Là lập các chốt, là hỗ trợ người dân cũng như là đẩy xe và khắc phục sự cố hỏng hóc xe máy cũng như là điều tiết giao thông. Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng thanh tra giao thông ở các quận huyện về để mà cùng phối hợp với lại cảnh sát giao thông, rồi cảnh sát trật tự, một số các cái đơn vị tình nguyện hỗ trợ để chúng tôi trực ở các cái điểm chốt, các cái khu vực mà thường xuyên bị nước ngập để hỗ trợ cho bà con trong vấn đề điều tiết giao thông. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của đợt triều cường rằm tháng 9 này cho thấy còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, bên cạnh triển khai nhanh các công trình dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro thiên tai, huy động toàn xã hội tham gia công tác hỗ trợ khi xảy ra thiên tai. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo hướng cảnh báo sớm và hành động sớm cho mọi người.